Luôn chú nha, năm thọ nó 10 thì em về được con 381 nữa nha. À, con này thì tình trạng là em chưa vệ sinh nha, nhưng mà nổ vip quá em đăng luôn. Chưa vệ sinh thì bán theo giá chưa vệ sinh nha, giá cực kỳ thơm nha chú nha. Đời này đời 25 nha. À, riêng nguyên con bê tông em kiểm tra là vân ngang nha. À, nè, chưa vệ sinh nè, sình đâu, mấy chú về chùi ra trắng tươi ha. À, mặt tiền máy quá đẹp. Này chưa vệ sinh nha, về mấy chú lấy xăng hoặc là xà bông rửa ra là bao đẹp. Con này đời 25 nha. Đó. Em bao cho chú rin từng con ốc, rin từng cái chuồng, từng cái đồng tiền là rin luôn, cái đồng tiền cũng rin luôn ha. Là chú biết con này tình trạng thế nào nha. Đó. Đó. Em test nổi nha. Con này tay giật rin nè. Nói chung rin nguyên con ha. Đó. Nguyên con luôn, rin từ A đến Z. Đây, em cho mấy chú xem gầm nha. Đó, tay cầm máy tin luôn. Nói chung là em bao cho chú rin nguyên con ha. Đây, test nổ nha. Con này 52 ly 72cc nha. Mấy chú nghe nó sốc này, hơi cực kỳ căng luôn. Con này hơi giật không cẩn thận là dội hơi nha. Đó, dội nè. Đó, giật phải giật dứt khoát nha. Đến từ tiếng nha. Con này giật phải giật dứt khoát nha mấy chú nha. Hơi của nó nè, mấy chú nghe hơi nè. Đó. Hơi của nó là con này hơi, nói chung là hơi còn vân ngang luôn. Con này thì alo nha. Đó, anh chú nhìn nè. Mấy này về vệ sinh ra cái là trắng tươi liền, về áo này vệ sinh ra cái là đỏ lại liền. Về áo này thì về mấy chú lấy xà bông ra rửa một cái là trắng lại liền nha, em chưa vệ sinh luôn. Đó, xịt lên cái mấy chú màu thấy không? Đó. Đây, test nổ lại nha. Rớt tay là nổ, máy chuẩn là nhẹ là nổ nha. Nhưng mà giật phải giật dứt khoát ha, hơi con này căng lắm. Đó, hơi dội đó. Đó, em báo là nha, máy chính hãng nha, vô xem vô kỹ đồ, không phải máy Trung Quốc máy nhái đồ đâu nha, em tin chính hãng nha. Này, rớt tay là nổ nè. Đó, giật phải giật dứt khoát nha, không dứt khoát là dội hơi nè. Đó, dội hơi nè. Vì con máy này hơi rất là căng ha, hơi cực kỳ đẹp luôn. Giật con này giật phải đàng hoàng nha, không giật không lại dội hơi cỡ đó. Rồi đó, ai ưng thì alo, chưa vệ sinh thì bán theo giá chưa vệ sinh ha. Đó, tại vì máy mấy chú nhìn tình trạng nè, đẹp cỡ này vệ sinh làm gì nữa đúng không, chỉ hơi dơ dơ thôi, mấy này lấy xăng chùi ra hết. Nhưng mà em thôi nha, bán gì cho mấy chú dễ mua, báo tình trạng này nha, rin nguyên con, like một con ốc tặng luôn.